Niềm đau tuổi nhỏ. Hồi lớp 5 tiểu học, tôi ngủ gần dòng sông Đàm Thủy Đài Bắc. Chúng tôi gồm 3 đứa cùng học chung. Hai bạn tôi, một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Tan học rồi thì đến bên sông Đàm Thủy bắt cua. Bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, rất là khoái chí. Cứ nghịch như thế, cuối cùng thì dùng đá đập chết cua. Hôm đó trò chơi kết thúc, ba thằng nghịch chán rồi thì quay trở về nhà. Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mãi miết thì tôi bỗng thấy trước mặt có một sợi dây lạ rất đẹp. Liền vội chạy đến nhặt lên xem, hóa ra đó là một con rắn. Thật đáng sợ. Tôi kinh hãi ném vội con rắn đi và lo nhảy tránh. Con rắn cũng không cắn tôi mà vội bò ra xa. Nhưng tôi lại nổi tức lên nên lượm cục đá chọi vào con rắn. Thằng bạn họ Trần đứng cạnh tôi nhắc nhở, mày gặp rắn mà không đập cho nó chết, tối về nó sẽ tìm mày đó. Vậy hai tụi bay phụ tao đập nó nha. Anh bạn còn lại thì nói với tôi rằng đập rắn phải nhắm vào đốt thứ bảy. Tôi cho rằng đó chính là chỗ trái tim của nó. Thế là chúng tôi cùng ra đòn tưng bừng. Tôi cầm lấy đá đập con rắn dừ tử cho đến chết queo, rồi dương dương tự đắc về nhà. Bà nghĩ việc này đến đây là xong ư? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó chưa kết thúc. Các vị, ông bà mình chết rồi vì sao phải cúng bái? Bởi vì họ có đời sau, bằng hy vọng họ được siêu, không phải làm quỷ. Chúng ta đều tin người chết rồi còn có đời sau. Các vị, một con chó, một con kiến, một con rắn chết rồi có đời sau hay không? Có đấy, chắc chắn là có, 100% lận. Nhưng ngày xưa chúng tôi không hề biết điều này, cho nên sau khi tôi đập chết con rắn rồi, rất tự hào khoái chí mà đi về. Nửa năm sau, tôi lên lớp 6 trung học. Tôi có hai người anh. Anh hai lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ba thì lớn hơn tôi 1 tuổi. Lần nọ tôi cùng anh hai giành đồ chơi, không nhớ là tôi đã chửi anh ấy câu gì mà anh ấy nổi cơn thịnh nộ. Anh em tôi xưa nay chưa từng gây cãi nhau hay đánh nhau. Anh ném tôi vào tường, ra tay đánh rất dã man. Anh đã hung tợn đấm vào ngực tôi tới độ tay của anh nứt tét, lòi xương ra. Lúc này tôi mới sực tỉnh và hét lên một tiếng thảm thiết vì thấy tay mình xương cốt nứt tét. Khi đó toàn thân tôi ê ẩm đau đớn vô cùng. Tối đó chúng tôi về, bị mẹ vặn hỏi, cả hai đứa chẳng dám khai thật, đồng nói là bị vấp té rồi va vào tường. Anh đi bệnh viện, tôi cũng đi bệnh viện. Kể từ ngày đó, ngay năm đầu trung học, tôi đã bị cơn đau hành, đau đến mấy tuổi? Xin thưa, tôi đau đến 35 tuổi. Suốt thời gian này, chỉ cần tôi vừa nổi giận hay uất ức, bao gồm bị cha mẹ la mắng, là tôi khởi đau liền. Mỗi lần tôi lên cơn đau, anh nhìn tôi buồn rầu ấy đấy. Vì vậy, anh rất ít khi nói chuyện cùng với tôi. Anh cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nguyên nhân cơn đau này. Mãi đến trước khi tôi xuất gia 1 tháng mới rõ nguồn cơn. Tôi có một người bạn, anh ta có mắt âm dương, nghĩa là nhìn được cả hai cõi sống và chết. Anh không phải là Phật giáo đồ, nhưng mà giỏi như vậy đó. Người ta thì nhìn thấy thần, còn anh thì thấy được quỷ. Anh rất độc đáo đó nha. Lần nọ tôi đang đi bên cạnh anh, tôi kể là tôi sắp xuất gia và nói, sau này tôi sẽ không đi chơi cùng anh nữa vì tôi sắp xuất gia. Anh bạn tôi có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy những điều mà mắt thịt chúng ta nhìn không thấu, nên anh bảo tôi, trời ơi, chú mày thường đau ở tim, ở nơi vùng ngực, đau ghê lắm, có phải không? Dạ phải. Tôi thấy có một con rắn hung tợn đang cắn xé ở đó. Đây chính là nguyên nhân đau đớn của chú đó. Anh nói nhảm rồi, rắn nào mà cắn em chứ hả? Đây là do hồi nhỏ anh cả đánh em, tạo thành nội thương mà. Trời ơi, cái điều này chú không có biết đâu. Tôi thầm nghĩ, đâu phải anh ta nói gì cũng đúng đâu. Nhưng thực lạ, anh ta vừa dứt lời thì tim tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường phải có lý do gì đó tôi mới phát đau, nhưng bây giờ anh ta vừa nói xong
là tôi cảm thấy đau. Anh liền hỏi: trong đời của chú, chú có từng giết qua con rắn nào chưa? Dạ có. Tôi vừa đáp xong thì cảm thấy tim nhói đau lên. Anh giải thích: điều này dễ hiểu lắm. Thực ra con rắn đó sau khi bị chú giết chết rồi, nó đọa vào cõi quỷ, vẫn mang hình hài rắn. Ngực tôi liền đau kinh khủng. Nghe anh giải thích như vậy thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Con rắn đó từ lúc vô duyên vô cớ bị tôi đập chết đi rồi thì nó liền đầu thai vào cõi quỷ. Nếu như nó đầu thai làm rắn thì nhiều nhất là gặp tôi nó mổ cho một phát. Nếu đầu thai làm chó thì nó sẽ gặp tôi, cắn tôi, kết ác duyên cùng nhau. Nhưng con rắn này vừa đầu thai vào cõi quỷ, ngay lập tức đã có thể báo thù. Nó báo thù thế nào ư? Tức là hồi năm đầu trung học, như tôi đã kể, anh tôi vì một chuyện vặt vãnh nhỏ xíu mà đánh tôi một trận nhừ tử. Theo lời anh bạn tôi giải thích thì đó là do hồn quỷ con rắn đã gá vào tay phải của anh tôi. Bởi hồi ban sơ, chính tôi đã dùng tay phải cầm đá đập con rắn chết. Tôi đập bao nhiêu lần thì khi báo thù, con rắn đã mượn tay phải của anh tôi dồn lực hận vào đó, rồi quánh cho tôi ăn đòn lại. Nó đã khiến anh tôi đấm vào ngực tôi đến tay anh nứt tét mà bản thân anh không hề hay biết. Vì vậy mà tôi bị nội thương. Lý do vì sao tôi bị đau suốt 20 mấy năm cuối cùng đã hiểu rõ. Sau khi minh bạch việc đó rồi, tôi liền quỳ xuống. Anh bạn ở bên cạnh cũng phụ giúp tôi lập cách siêu độ con rắn, nhưng không có tác dụng gì. Thế là tôi lại quỳ xuống và quán tưởng như có con rắn đang ở trước mặt mình. Tôi cúi đầu trước nó, thốt lời ăn năn xin lỗi, nói rằng: thưa bạn, tôi không hề biết là bạn đã đau đớn nhiều đến như vậy. Tôi không hề biết là khi tôi giết bạn rồi, bạn lại trở thành thống khổ đến như thế. Tôi hiện giờ cũng rất khổ tâm vì lỗi lầm thở thơ ấu ngu si của mình đã làm hại bạn. Đến giờ phút này, tôi xin cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước bạn. Ngày xưa tôi đã dùng đá đập bạn bao nhiêu lần, thì ngày nay tôi xin khấu đầu trước bạn ngần ấy cái. Tôi khấu đầu đến sưng lên chảy máu. Sau khi tôi dập đầu tạ tội xong, tôi liền phát nguyện: kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ sát sinh hại mạng. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ nổi giận. Lúc đó tôi cũng vừa sắp xuất gia nên tôi đã phát thệ như vậy. Khi đó tôi chỉ biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng. Xong xuôi, tôi đứng dậy thì bỗng thấy trọn cả lồng ngực và con tim trở nên mát mẻ, dễ chịu, hết đau, thoải mái cực kỳ. Kể từ ngày hôm đó đến nay, tôi hoàn toàn không còn bị hành đau đớn gì nữa. Chư vị, đối với tôi mà nói, một lỗi lầm tưởng là cỏn con này, không ngờ lại có ảnh hưởng trầm trọng, gieo đau đớn cho xác thân tôi suốt mấy mươi năm. Chỉ vì lỗi giết một con rắn, có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Vì vậy quý vị hãy cẩn thận, đừng tạo nghiệp sát sinh nữa nhé. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.